mẹ. Ô cái đéo gì thế này. Váy ma nữ. Ngày hôm nay tiếp tục làm váy ma nữ sẽ xuất hiện, tái xuất giang hồ. Gọi cái mả mẹ chúng mày, cái con Đinh Thị Hầu. Đinh Thị Hầu quá. Xin chào tất cả. Ôi, chết chết chết, đụ đụ cái mẹ nó đi. Chúng mày vào báo cáo đi. Mẹ lần đéo là cũng thông báo, lần đéo là cũng thông báo xong đéo báo cáo gì sao để mẹ vào nhắn tin cho ta ăn cứt à? Ta không biết là chúng nó phát lại của tao à? Váy ma nữ này ta không bán. Ngày hôm nay váy ma nữ này là váy ma nữ này là gì? Là con Nguyễn Kim Chi kia đủ mẹ mày, kể cả cái cuộc đời tương lai của mày mà mày vào đi xem tao làm con mẹ gì. Đi đi xem cái đéo thì mà đi. Cút mẹ mày đi ra chỗ khác, bố mày chặn bây giờ. Hiệu ứng gì? Làm gì có hiệu ứng mẹ mẹ gì đâu. Phá cái gì? À, tao xin lỗi, nhầm. Ôi đâu rồi? Đây rồi. Rồi. Hôm nay là tao cho xem váy ma nữ chúng ta không bán. Tao còn đâu mà tao bán váy ma nữ nữa. Nhưng mà tao cho chúng mày xem để là tái xuất giang hồ. Đâu có cắt đâu. Đây. Váy này là hôm nay là cho tái xuất giang hồ để xem thôi. Tao thấy nhiều đứa chúng mày thắc mắc là hỏi là váy ma nữ là máy nào. Tao đéo bán cái thằng Hoàng Hiếu, cái im mẹ mày mồm đi. Đây. Để mẹ cho mày thi thố thì đi ra ngoài chỗ khác đi. Thi mới thố cái đéo gì. Đi vào đây làm con mẹ gì mà thi mới thố. Đây. Váy ma nữ đây. Khổ cái mẹ gì đâu. Ta cho mày xem là váy ma nữ thôi. Sao trắng được vậy, trắng cái gì? Là cái do là hôm nọ là cái máy nha, là đéo phải tao luôn đấy, thế thôi. Có cái con mẹ gì đâu mà cứ phải hãm lồn vào đây làm gì cả đấy. Thế hôm nay tao cho chúng mày xem váy ma nữ thôi, cho xem thôi, còn mẹ đâu nữa mà bán. Đứa nào ôn thi cút mẹ mày ra ngoài kia đi, ôn thi xong cũng vào đi vào xem cái mả mẹ chúng mày à. Giờ đến cái giờ là học hành rồi, là đến cái giờ là tương lai chuẩn bị đến rồi mà cũng vào đi xem cái đéo gì mà xem lũ hắn rồi. Đây đây đây, có cái con mẹ gì nữa. Đi vệ sinh không nào, chụp ảnh nghệ thuật nào, chụp ảnh nghệ thuật nào mấy đứa, chụp ảnh nghệ thuật đi. Đi về chụp đi, để tí rồi gửi cho bố được chưa, mấy con đi ngựa ạ. Đụng mẹ. Đụng mẹ, hôm nay là cái phần mềm của ta là nó thế, ta biết con mẹ gì đâu. Cái thằng Trần Việt An kia mày thích gọi tên em đi không? Rồi ôi là dai. Tao đéo bán nữa nha. Bán hàng đi, đút cho con kia, con mụ kia đi. Lắm lồn thì bán lắm thế. Bố mày lúc nào cũng chẳng chán chẳng qua là nhìn thế thôi. Nó còn đi ngựa. Rồi nha. Váy ma nữ này rất là đẹp luôn. Đây từ từ. Thế đứa nào mà có đi khách đi khứa, có đi khách đi khứa thì
áo này là vải, à cái này là vải ma nữ, mày ta cho tái xuất đàng hồ thôi. Thịt mẹ cái con đàng hoàng nghiến kia, mày thế mày thích đứng đường, mày thích đứng đường à con ngu. Đây đây đây, đây cái này là cái lồn gì đây, tao cũng không biết nữa. Gì áo đây này, đấy đấy là mua gì thì chụp màn hình lại đi, đừng có ra mà hỏi tao, tao mệt mỏi với chúng mày lắm rồi nha. Lao gửi ảnh mẹ chúng mày, thích gửi ảnh thì thích gửi không nha, mấy cái đứa dở người kia. Ta tuyên bố nha, đứa nào mà cứ thi thố mà đéo học hành gì đi, xong đụng mẹ đi vào đây á, xem và đi xem xong mai đéo thi được cái con mẹ gì cả. Bây giờ ta đang là rất đây, rất là đẹp luôn. 2 3 nha, váy ma nữ nha, đây là váy ma nữ nha mấy đứa. Cái váy này gọi là váy ma nữ, là rất nhiều đứa hỏi là nó chưa nhìn thấy cái váy ma nữ bao giờ, thì hôm nay là tao cho chúng mày xem là cái váy ma nữ nha. Tao cho chúng mày xem là cái váy ma nữ đây, bây giờ nó được tái xuất tao ngồi rồi. Váy ma nữ, nói từ nãy giờ không nghe thấy con mẹ gì rồi. Tao dùng tắm trắng tao mới được trắng như bây giờ nhá. Đây thì cho đã vừa rồi. Hôm nay chúng mày nhiều đứa là cứ inbox hỏi tao váy ma nữ là váy nào thì cho nhìn đây thôi. Cho nhìn váy này là váy ma nữ, biết váy này là váy ma nữ chứ có con mẹ gì đâu. Thế thôi chứ. Không lại ai có thắc mắc không biết cái váy ma nữ là cái váy gì. Con mẹ rồi. Nhìn mẹ được. Đây nha. Hôm nay là ta mặc váy ma nữ này, ta là bán. Ôi đi, mẹ vẫn hỏi lông lách chúng mày à. Tao không xem World Cup. Tao nói từ bao nhiêu cái live stream trước rồi là cái World Cup, cái con mẹ gì mà World Cup. World Cup cái đéo gì xem sao thì mẹ tiền đéo đâu mà. Nhảy mẹ nó lậu. Đấy, đây. Đụ mẹ tao có bán cái áo này đâu. Bây giờ không bán nữa rồi. Cái váy này là tự nhiên còn sót một cái ta lục ở cái lộ cả ấy ra. Ta lục ra ở trong tự nhiên trong góc nhà ta thấy được cái áo này. Ta thấy được cái áo này thế là tự nhiên ta lôi ra thôi. Ta mặc thôi, ta không bán. Áo này có đấu giá ta không đeo bán nha. Đây, ta chỉ trưng cho mày mấy mẫu áo thôi nha. Có 2 màu. Đứa nào nhắn tin cái gọi điện gì đấy? Cái con An nào kia mày nhắn tin cái mẹ gì? Tí bố mày quảng cáo. Thì mẹ thích đến lúc người ta bán quần áo thì quay ra đi hỏi. Đến lúc đéo bán quần áo thì mẹ quay ra bảo là không bán quần áo à? Chúng mày hãn rồi, nó vừa phải thôi. Xem thì ngồi in mẹ mày xem đi. Nó lắm chuyện nữa, lộn cá tiết lên nó. Có 2 màu. Bộ gái đầu xanh màu hồng thì hết rồi. Còn lại là những bộ khác thì còn. Áo này vú nhỏ trôi mất không là cái gì? Thế mày mặc chuối tây có thích không? Đây có cái bộ màu xanh này thôi. Bộ này cũng tao thấy cũng rất là đẹp luôn. Bộ này là bộ màu xanh này rất là đẹp luôn này, tao thấy là đẹp luôn này. Đây. Ngoài việc cái công dụng này là gì, làm yếm. Đấy. Rất là đẹp luôn này. Đây là mốt mới này. Mốt này gọi là mốt mới này chúng mày ơi. 1 tỷ tao cũng đéo bán. Tao bỏ vào viện bảo tàng mẹ án này rồi. Bộ gái đầu xanh đúng là màu xanh luôn này. Đây, ngoài việc chúng mày mặc ra chúng mày có thể làm yếm cho con chúng mày được nha. Cái quần này thì làm được cái con mẹ gì? Ít nè, đó là nhắn tin kìa.
Địt mẹ con, địt mẹ con Nguyễn Minh Nguyệt kia. Địt mẹ bố mày chặn Facebook mày bây giờ. Mẹ vừa vừa phải phải thôi. Địt con đĩ này. Ít mẹ chứ mày nhắn cái đéo thì mà nhắn. Mày là cái đéo thì mà phải tao phải là bán cho mày. Im mẹ mày mồm đi con Nguyễn Minh Nguyệt. Mẹ cái lúc livestream nhắn. Bạn bè tao nhắn tao còn chưa. Còn đéo thèm dép lại mẹ đi lại chúng mày đi vào mà nhắn. Cái đéo thì mà nhắn lắm mẹ mày lộn gà tiết nên bực cá mình. Địt là cái con nào đây? Con An cái gì An thì mày nhắn thêm một cú nữa là tao chặn. Mẹ vừa vừa phải phải thôi. Bố mày đã đéo thích bán rồi. Bỏ áo lầu xanh chị xem áo 2 giây em buộc. Đây, nhưng mà cái mẹ cái này 2 giây là gì? Tháo mẹ nó vứt mẹ đi chứ mặc được một lần thì biết mẹ nó dây chứ mặc làm sao mà mặc được. Mẹ cười. Thế còn Nguyễn Quế Trì kia mày thích chết không? Thế mà chúng mày không nhìn thấy tao đang live stream à? Cái con này. Tao khẳng định một lần nữa là đứa nào nhắn tin một lần là tao chặn hết. Kể cả chúng mày mua của tao có 10 lần, tao chặn luôn. Một khi tao đã đéo thích bán thì tao đéo bán luôn. Đừng để tao bực mình. Lộn hết cả ruột nữa. Người ta đang like thì vào nhắn con mẹ thì mà nhắn. Đấy. Con của anh em là bị chặn. Con của anh em là bị chặn luôn. Mày gọi tên cái bà mẹ này mày chết à bố mày gọi tên. Mẹ chặn luôn gọi tên em đi. Chặn luôn này. Bố mày đéo cần chúng mày luôn. Giống ngu thì ngu vừa vừa phải thôi. Nói bao nhiêu lần rồi đéo nghe cái câu đéo nào. Đây. Mẹ. Đéo con não luôn. Bộ gái đầu xanh đúng màu xanh luôn chứ màu này màu mới nha. Màu này màu mới nha. Tao đéo đấy là cách lại còn đã thế thì mẹ lại còn cái máy này nữa. Mặt thằng Nguyễn Đình Sinh à thì mẹ chặn luôn. Tao chặn mày luôn. Bộ mèo, bộ này là những cái bộ này tao chỉ cho bán cho gái trong ngành nha. Bộ này là tao bán cho mấy gái trong ngành nha. Con nào mà đứng ngoài ngành là tao không có bán nha. Đấy. Nha. Nó cứ thông báo làm sao mà tao like nổi. Bán hàng cứ thông báo đến nào mà che hết cả mẹ màn hình rồi không đọc được comment gì cả. Đéo mua mặc một lần đứt dây. Thì cái bộ này ta đã trước khi ta like ta đã dặn là gì? Là chỉ mặc được. Là cái dây này gì? Mặc được một lần là đứt con mẹ nó dây rồi. Nên tốt nhất là cắt con mẹ nó dây đi và mặc đi. Bởi vì là cái này nó bó ngực. Nên là chúng mày yên tâm là cũng không rơi ngực được ra ngoài đâu.
bộ 1.000 đô vẫn còn nha. Đây cái mấy cái thằng phò kia nha, là hôm nay là bán thêm cái sản phẩm này cho chúng mày là để làm gì, để làm con mẹ gì, thằng nào phò mà đi phò phạch mà đéo có khách mà kiểu như là bị hói đầu mà đéo tiếp được khách ấy, đéo có khách ấy. Có lọ tinh dầu này là chị hói này, hôm lọ thì tẩy, hôm nay thì là mọc, cho nó mọc nha, cho nó mọc nhá chúng mày. Cái này là cho chúng mày là mọc lông, lông đầu, không lại nghĩa là lông khác, mà nói chung là thích mọc lông gì cũng được. Cái này thì là hoàn toàn từ thiên nhiên này, ngoài ngành thì không bán hay gì thằng phọ cái gì kia. Em hỏi lông dùng được không mày? Cái này là mọc lông nha, cái này mọc lông nha, tao nhắc lại lần nữa nha. Là có lần trước là tao livestream là chúng mày là rất là hãm, đêm hôm đi gọi người ta là làm gì, để gọi là đi trêu. Nên là hôm nay là tao tác tên luôn cái người bán này luôn, là để làm gì, mua hàng. Đứa nào mà đã mua hàng ủng hộ tao ấy thì mua hàng xong chụp lại để cho tao, để làm gì, để người ta, để tao được chia ăn phần trăm chiết khấu nha. Bây giờ tao cũng không bán trực tiếp đâu, tao mệt lắm đấy, cả chúng mày cứ gọi điện làm phiền là tao có bán được con mẹ gì đâu. Thằng Lê Huy Hoàng kia mày mua cái mẹ gì, số điện thoại kia, cái con mẹ kia là cái bà kia kìa. Lông nào cũng được, lông nào cũng... bố mày bán là cách thì mẹ đa năng luôn nha. Như cái bộ này tao nói là đa năng luôn này, ngoài bộ ngành này ra làm gì, về nhà làm gì, có con có cái làm gì, buộc vẽ nó vào cổ, làm yếm dãi cho con nha, làm yếm dãi cho con luôn nha. Đây đấy, làm yếm dãi cho con luôn. Mọc dâu được không? Mọc được hết. Váy mà lũ tao không có bán. Em dùng cái gì nhớ? Cái này là tinh chất, nên là bôi trơn được nha. Bôi trơn làm con mẹ đi được. Số điện thoại cái kìa, tác bà kia, bà tao tao ghi mà kia từ kia kìa. Lại còn mẹ nào kia? Không ngạ thì im mẹ mồm với con nấm chứ không ngạ. Đây nha, đấy thì là giới thiệu cho anh nào hói đầu nha. Anh nào hói đầu thì dùng cái này, không có tóc nha. Cái này thì là tinh chất là hương bưởi, rất là thơm mùi bưởi luôn. Thì là ví dụ như là chúng mày có ăn bưởi thì là chúng mày có thèm bưởi thì là cứ giỏ vào cái gì cũng được, xong mà ăn. Bởi vì cái này nó thơm lắm, tao thề với chúng mày luôn. Có cách nào làm phò à, Hoàng Long ơi, mày mà trượt đại học thì là mày đi hốt rác một thời gian, có kinh nghiệm. Mày hay hốt rác ở Trần Duy Hưng, sau đó là mày tiếp cận với mấy cái chị đứng đường ấy, mày hỏi kinh nghiệm, xong rồi 2-3 tháng sau thì mày đi làm phò nhanh lắm. Mẹ làm phò nhanh không mà. Đây, tao thề luôn, rất là thơm luôn. Ôi thịt mẹ mày, ôi thơm đấy, ôi đủ mẹ. Ôi dồi ôi, thơm quá chúng mày ơi. Tao thề luôn, thơm cực. Hói chỗ đéo là cũng mọc được. Cái này là vừa chị thâm luôn, vừa chị hói luôn, và vừa chị rụng tóc, ngăn ngừa rụng tóc nha. Mấy mẹ mà cái mùa hè hay mùa đông, mùa đông là hay rụng tóc đúng không, mùa đông là hay rụng tóc thì dùng cái này là nó chị rất là hiệu quả luôn nha, rất là hiệu quả luôn. Cái này là của John John này, cái này là rất là nổi tiếng luôn. Chúng mày search ra trên mạng này nha. Có dùng được phần dưới, dùng phần đéo là cũng dùng được. Có nhận nhân viên không? Dứt cấp 3 về đi hốt rác con mẹ mày đi, tao không có nhận mấy cái đứa học ngu nha. Ôi thịt bà thơm thề luôn, thịt bà đây ngửi đi, thịt bà thơm, thơm không? Thơm. Ôi tao thề luôn đấy mày ạ. Ôi thịt mẹ cái này á, chị thơm. Cái này là nha. Ôi thơm lắm chúng mày ơi. Cái này cả chị nấm nha, chị nấm mà chị gào đào rất là tốt luôn nha. Cái này chị nấm mà chị gào đào rất là tốt luôn. Đụ mẹ, thằng Trần Thăng kia mày thích tao chặn nó bán kính cái gì? Mày thích bán kính không? Ô thả luôn, thơm của chúng mày ngửi đi này. Thơm dã man luôn đấy. Ôi đụ mẹ. Ôi thơm thế, mỗi thời ta không bị hói thôi.
Cái này chị được cá gầu luôn thì mua. Cái này chị được cá gầu luôn nha. Cái này là một tháng là tóc chúng mày dài ra được khoảng 3 đến 5 cm nha. Mà coi mà đứa nào mà có muốn là dài lập tức thì là đéo dùng được cái này đâu nha. Mua phân lân về mà dội lên đầu cho nó mọc nhanh nha. World Cup cái gì ta đã nói rồi, một là ta, hai là World Cup. Đừng có đặt điện thoại ta, điện thoại trước cái màn hình làm con mẹ gì cả. Cái này là của John John, cái này rất là nổi tiếng luôn. Cái hãng này rất là nổi tiếng luôn, là chị cái là chị hói đầu và mọc tóc rất là tốt luôn cho đàn ông đàn bà nha. Chủ yếu là mấy thằng trai bao ấy, ông nào mà không có tóc cứ mua cái này về đi nha. Chị hói đầu rất là tốt luôn. Thằng nào mà hói đầu là dùng cái này luôn là trẻ ra khoảng được 5 tuổi. Ít là mũi mày bị mù mà không ngửi thế. Cái này là tao hướng dẫn sử dụng cái này. Tao phải hỏi bán kính. Mấy thằng hỏi bán kính tao phải vỡ mồm bây giờ. Tao thề luôn là cái này cực kỳ thơm luôn nha. Đủ mẹ, để tao để cái hộp cho chúng mày xem đây. Cái hộp ở đây này. Hộp rất là trò chảnh chó luôn. Cái này là giá của nó là 280k. 280k giá ghi đằng sau rồi. Bà kia bà mà có bán hơn giá thì chúng mày cũng chửi vào mặt bà nhá. Đừng chửi tao, tao không biết đâu. Đây. Cái này nè. Ngoài việc là chị con mẹ gì? À chị bị hói đầu thì là ngoài ra làm sao? Nó giảm stress làm cho nhẹ đầu ấy. Nhiều khi là đầu chúng mày rất là làm việc rất là căng thẳng. Dùng cái này này, giảm stress này. Giảm stress là làm cho nhẹ, rất là nhẹ đầu, nhiều khi bẩn quá ấy. Dùng cái này rất là thích luôn. Cái áo tao có bán đâu. Thằng kia thì mẹ xích giả giá không? Đéo trả góp. Nói nhiều cái bọn này, cái hát phỏ. 280k nọ này dùng được. Nọ này là dùng được 2 tháng nha. Nọ này dùng được 2 tháng, 1 tháng là dài tầm từ 3 đến 5 cm và dùng cái này cực kỳ thích và hiệu quả, rất nhiều chức năng. Thằng nào kia? Tao chặn thằng Phạm Lộc luôn. Tao không có bán kính nha. À cái gì, cái 50k cái áo. Cái lọ này là lọ gì? Lọ này chị hói nha. Lọ này chị hói dùng cực kỳ thích nha. Cái này là inbox ngay cho bà Trương Thị Hương cái kìa. Ta tát tên vào đấy rồi, chúng mày cứ inbox ngay cho bà Trương Thị Hương nha. Cái lọ của nó đây, trong lọ của nó đây. Này, lọ này rất là đẹp luôn. Đây, nhìn đây. Đắt, mày đắt thì chịu đi mà hói đi con ạ. Ta đảm bảo chúng mày luôn là đéo chị hói. Sao lại con chúng mày đẻ ra cũng bị hói như chúng mày luôn. Đây, nó có 3 lọ là hướng dẫn sử dụng như sao. Chúng mày mở cái lắp này ra, trước đầu tiên là gì? Hít cho 2 phát cho nó thơm mũi đó. Ui thơm quá. À. Đây, tất cả từ từ nhá. 1.000. 1.000 á, mày thử ra mày gặp bà hốt rác xem. Cái lọ này mở rất là dễ luôn này. Ta bóp nha. Ta bóp nha. Đây. Đây. Cái gì? Ai mua hàng mua cái này thì là inbox cho cái bà Trương Thị Hương đi. Đừng có inbox cho ta mệt mỏi lắm. Ngày đéo là cũng inbox cho ta đã dặn từ bao nhiêu lâu rồi. Đấy, cái kia bà bổ cái kia. Mua hàng mà kèm theo chữ ghi là chữ Lorin Phạm ra thì được free ship cái kia. Con nào mua hàng inbox ngay cho bà Trương Thị Hương. Đừng có mà inbox cho ta là mẹ thì ta mệt lắm. Đây. Này. Mùi màu như màu là màu nước ấy luôn, nước tiểu luôn. Nhưng mà thơm lắm chúng mày ạ, sao rất thơm thế nhỉ? Đấy. Đấy nha. Chúng mày rõ từ 23 ml nha, xong vào đây này. Xong mà cho 1-2 ml nước lọc vào. Nếu là mua cái này thì là mua đi, bởi vì là được free ship là bà kia bà bảo cái kìa, bà bảo là được free ship cái kìa. Chứ ta đéo bảo đâu nha. Chúng mày nhắn tin cho ta là ta đéo free ship cho chúng mày đâu, nhắn cho con bà kia kìa.
đây nha. Đấy, cái là khoảng 5 ml vào trong đây là cái gì? Tao đi lông lách cứ nhắc gì đến cái lông lách của tao. Cái con Mộc Hạ Vân kia, tao tí tao kiểm tra, tao nhắn cho bà Trương Thị Hương, mày mà không mua là bố mày chặn Facebook luôn nha. Tao chặn Facebook luôn. Đây. Sau đó là chúng mày là cho nước lọc vào trong đây, tao đéo cho nữa. Cho 2 ml nước lọc vào trong này, lắc đều nó đi. Lắc đi, lắc lên. Lắc nào. Các em lắc đều với chị nào, chị Thỏ Ngọc nào. Áo tao có bán đâu áo. Áo tao có bán đâu. Tao không bán kính cái thằng hoặc. Sao chúng mày cứ hỏi lắm thế. Đây. Lăn lên trên đầu. Tránh trường hợp mà lăn vào tóc để làm gì? Tốn tiền. Có cho không tao mua. Cho cái đéo gì mà cho đây. Ô. Ô chúng mày lăn lấy massage xuống nó thật. Kiểu như là nó thề luôn mát đầu luôn chúng mày ạ. À. Đây. Ô, mẹ tóc tao dày quá. Tóc tao dày quá tao đây cần. Nhưng mà chúng mày lăn vào đây này. Á. À, đấy. Lăn này rất. Lăn xong nó mát xa đầu kiểu như là nó y như dầu gió ấy. Nó không phải như dầu gió, nó kiểu gì nhỉ? Kiểu lồn gì nhỉ? Nói chung là nó lăn lên nó cảm giác mát mát đấy. Thề luôn. Thằng nào nhắn tin kia to tròn vả bây giờ. Mẹ dụng đến đây tao trả tiền nha. Dụng đến đây. Cái con Vũ Linh An kia. Mày thích tao chặn mày không? Bố mày đéo bán cho mày luôn. Địt mẹ cái con kia tao chặn luôn. Chào em không rồi. Thích chào không tao chặn luôn bây giờ. Áo mà nữa tao không có bán đâu mày này. Tao tái xuất sang giang hồ cho áo để tái xuất giang hồ thôi. Nha. Cái này dùng rất là thích luôn và hiệu quả luôn. Cái này mùi. Ui thơm quá. Ôi trời. Hề với chúng mày luôn thơm cực. Thì chả thế bố mày xịt cho nó. Cái loại này mà mù cái gì? Đéo tao đi chơi, tao vẫn đi chơi, tao vẫn nói bình thường mà. Tao ngoài ngoan lắm. Nha. Tao không có cái bán áo này. Nha. Tao thấy rồi. Cái gì tận mày biết tại sao lông lách tao đẹp không? Tao dùng cái này nha, tao dùng cái này để cho mọc lông lách lên nha. Cái gì đụ mẹ, cái gì chết, cái gì đây? Đéo gì. Con nào nhắn đây? Mua hàng tao cũng đéo thích luôn. Bố mày đéo cần luôn, cái giờ tao đang live stream cho mọi người xem thì mày, chúng mày đi vào. Rất là bực mình với chúng mày luôn. Đây. Nhắc lại một lần nữa nha. Cái này có giá là 280k. Loại này là tinh chất là gì? Hoàn toàn từ thiên nhiên nha. Mùi hương bưởi cực kỳ thơm luôn. Cái này nha. Ai mua hàng thì ưng bốc nha. Chúng mày cứ search cái này lên. Cái này cực kỳ nổi tiếng. Và cái này cực kỳ nổi tiếng ở toàn quốc luôn nha. Váy này tao cũng không có bán. Nên là chúng mày cứ đừng có hử hỏi nữa. Đây. Đấy. Hôm nay ta lại bắt chụp lại màn hình. Lại bắt chụp lại màn hình cho chúng mình có thích vụ nha. Đâu rồi? À đâu? Đây. Ôi cái lọ này hít như hít ấy chúng mày ạ. À. Lầu xanh còn. Đây. Nói bộ một váy màu xanh, lầu xanh đây. Nha. Thu Thủy ơi. Mà hỏi họ
mày bị hói mà bị rụng thêm thì mày inbox lại ngay cho tao nha. Nha, bố mày đền mày chứ. Mẹ cái là người ta đã bán, người ta đã phải thử 28k cái bà mẹ chúng mày, 28k tao vả vào mồm cho bây giờ. In mẹ mày mồm đi. Không còn hồng. Đi mẹ, tao chặn con Vân luôn. Tao chặn con Vân luôn. Vì tội rất là ngu. Tao chặn con Vân luôn. Vì tội rất là ngu luôn. Nha. Bố mày đã cần chúng mày mua một lọ của tao. Lúc người ta live stream thì đi vào đây comment. Đéo cả chúng mày xem live là xem ngu nó vừa vừa phải thôi. Lọ này là 280k. Free ship được bà Trương Thị Hương bán free ship cho đây này. Lọ này công dụng cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Cái lọ của nó đây nha. Chụp lại màn hình như nào. Mua hàng chụp lại màn hình. Đây đây. Chứ đại màn hình như có mấy đứa. Chụp chưa? Tao thích chặn mày đấy. Quần hồng nào? Quần hồng là thông qua tao mặc, bao giờ mặc quần hồng? Giá là gái lầu xanh là 90k. Đây. Nhắc lại nha. Lọ tinh dầu này cực kỳ tuyệt vời luôn và mùi cực kỳ thơm luôn nha. Nhìn thấy xấu nha con cái gì? Lại mấy cái con nào đấy? Thằng Lâm Tùng Dữ ơi, mày thích lăn lách không? Tao nhá, mày mà không mua nhá, tao sẽ ghi lại số điện thoại của thằng Lâm Tùng. Mày không mua là gì? Bố mày chặn Facebook luôn nha. Lọ này là gì? Lọ này nè. Tao đéo nghe chúng mày nói cái gì, im mẹ mày mồm đi. Lọ này là gì? Lọ này là tinh dầu. Lọ này là gì? Lọ tinh dầu là gì? Mọc tóc cực kỳ hiệu quả luôn nha. À quên, tao nhắc lại là tao không có lịch phụ nha. Tao đéo có rảnh háng là làm gì? Tao đéo có rảnh háng là tao không có rảnh háng mà tao đi kết bạn với chúng mày để làm gì cả nha. Tao không có rảnh mà tao để đi kết bạn với chúng mày làm gì. Lên là làm sao? Tốt hơn hết. Đừng có nhắn tin vào inbox cho tao là tao kết bạn, là tao đéo là tao đéo ấy đâu, là tao đéo là tao đéo kết bạn đâu. Bởi vì kết bạn với chúng mày là mẹ gì, trên tường Facebook của tao là không còn một cái gì luôn, bạn bè tao cũng không ai biết luôn. Đây nha. Cái lọ của đây, trong lọ của nó là có 3 lọ. Một lọ này là để lọ chiết ra, chúng mày chiết. Chúng mày là pha thêm nước vào đây nha, nên là rất là tiết kiệm luôn, dùng được 2 tháng luôn. Hạn sử dụng là 35 nha. Lọ này lọ gì? Lọ chống hói. Lọ chống hói dành cho những thằng nào, con nào mà đi được đi đi cái ở đường Trần Duy Hưng mà bị hói là dùng cái này nha. Dùng cái này nhanh không là sau này già mà dụng hết tóc là nhục lắm. Mấy đứa kia im mẹ mồm không, tao đéo chút. Tao còn chưa chặn chúng mày là may rồi đấy. Đây lọ này tinh dầu này là gì? Lọ này là lọ chống hói nha. Lọ này là dùng cực kỳ hiệu quả luôn và cái mùi cực kỳ là thơm luôn nha. Đây cái lọ của đây, tinh chất của nó thì hoàn toàn từ thiên nhiên luôn, 100% là từ thiên nhiên luôn nha. Có chôn thì còn được. Chôn cái mẹ gì cả mẹ tao đi. Bữa khách toàn làm gì có khách đâu mà chúng mày đi. Đấy.
Hello, hello, hello. Chụp lại màn hình như nào? Không với lễ phụ. Tôi thích lông được không bà Hương Nguyễn? Tôi thích lông đấy thì được không? Chú làm hình như nào? Mua hàng thì inbox ngay cho bà Trương Thị Hương nha. Bà tư vấn rất là nhiệt tình luôn. Mua hàng chụp lại màn hình thì ta kết đây, chấp nhận kết bạn cũng không thì thôi. Nghỉ mẹ đi, đừng lên là đừng có hỏi là kết bạn với em đi là ta không mà ta check inbox luôn. Nha. Thế thôi. Con nào ngu thì dáng chịu nha. Mày tự mày cắt tóc mày ngu thì mày dáng chịu mẹ mày đi. Nhận thẻ cái tiền sư mẹ mày à. Chả có cái gì từ hoàn toàn từ 100 và thiên nhiên. Thế tao tìm ra được thì mày chết mẹ với tao nhá. Cái này là hoàn toàn từ 100% từ thiên nhiên nha. Áo này không còn. Áo này là gì người ta đưa ra kiểu là lịch sử à. Nhiều đứa hỏi là áo ma nữ là áo gì. Nó là áo nhưng mà còn đâu. Nó là cái vải màn. Không bán áo. Đứa nào trong ngành nó mới bán thôi. Tất cả các cái lọ này trong ngành nó mới bán nha. Ngoài ngành đéo bán nha. Hà anh đéo thích bán quần áo nữa được không? Có bồi thường không? Ta bồi thường thằng Tô Phú Phúc thì cái bố mới bồi thường. Nha. Ngoài tóc ra còn lông. Bán cho ta. Đây. Bộ gái là xanh này, nhìn này rất là đẹp luôn này, bộ này rất là thích luôn, ưng luôn. Mua hàng thì inbox cái kia. Đéo nói với mấy đứa cái lũ mặt lòm, chúng mày nó nói mệt kháng lắm. Nha, cái này là rôn rôn lên mạng mà sớt nha. Ta nói thật này, cái lúc nhà ta nhà ta này người ta có nhu cầu, người ta giới thiệu cho thì là đéo đéo mua đâu. Thế này nhiều khách nó hám lồn lắm. Gì? Anh ơi còn không? Thì vừa còn. Sao mà quay ra thôi. Để lật khác em dồn tiền em mua. Xong thì để đến lúc hết rồi thì hỏi anh ấy còn không? Ừ, anh hết rồi. Ui tiếc nhỉ. Em đang định mua. Mua cái mà mẹ chúng mày. Chúng mày hỏi thế hỏi là mẹ gì cho nó. Mẹ đầu ra. Nên là rất là nhiều đứa rất là hãm luôn. Mua hàng mua rất là hãm luôn ý. Bộ này ta không có bán. Bộ này là ta trưng trong viện bảo tàng nha. Cái mấy cái con rảnh lồn kia hỏi lắm cái câu đấy thế. Thơm lắm. Con thảo thỏ ơi, tao bán những người có nhu cầu nha. Không bán những người có không có nhu cầu nhưng mà mày đi ra chỗ khác đi. Mà tao bán quần áo thì mày vào xem nha. Đây, nhắc lại. Nói từ lễ đến giờ rồi là không hiểu con mẹ gì cả. Đây, tao giờ tao che mặt luôn cho chúng mày nhìn luôn. Đây, cái này thì chúng mày dùng mà từ 2 đến 3 lần. Dùng từ 2 đến 3 lần trong một ngày nếu như bà bị dùng. Còn muốn massage đầu thì là một lần một ngày một lần nha. Cực kỳ hiệu quả luôn. Tao đéo thanh lý. Tao đéo thanh lý áo luôn. Đấy. Đây. Mua hàng inbox ngay cho bà Trương Thị Hương nha. Nhìn chưa chụp lại màn hình như nào. Chụp lại đi. Chúng mày cứ chụp lại đi. Nó nhìn cái thương hiệu này nó biết con mẹ nó rồi. Chụp lại đi xong là đăng lên Facebook.
Nên là mà mua cái này muốn mau mua giá sỉ, làm sản phẩm được giá sỉ rồi nha, mà mua hàng được cho bà kia mà inbox là tên tao thì được free ship, và chụp lại cho tao thì là được kết, là được kết bạn Facebook thế thôi. Áo thì rất là đẹp luôn, thả luôn mát lắm này, bên trong nó có hai lớp luôn này. Trời ơi. Cái hộp bên trong nó có ba cái lọ đây, đây cái hộp nó chảnh chó như thế này, thế bây giờ lại thích cho vào túi ni lông à? Đừng mẹ quên lộ hàng rồi. Chứ mà đừng đừng đăng cái đoạn đấy lên nhá, đừng đăng cái đoạn đấy lên, tao bị lộ hàng, tao ngại quá. Thâm con mẹ mình, đâu tao xem có thâm không? Thâm cái cứt, thâm cái cứt của nó. Bố mày nhìn thấy mà thâm. Đây. Chị không có nhu cầu mua vì chị ở nước ngoài, cái gì kia chị ra là chị ở ra lát cà phàm mô vá cái gì kia kìa, chị mua cho họ hàng cái chị ở Việt Nam đi, trời ơi chị phải mua thế để kiểu như là mọi người yêu quý à, mọi người nghĩ là chị có tâm đúng không, gọi là mua phải cho họ hàng dùng chứ chị. Đây một lọ có ba lọ như này. Ta sẽ chụp lại những cái đứa nào mà muốn mà nhắn tin mà mua hàng mà đéo mua là bố chặn Facebook luôn. Đéo bán bởi vì làm sao cái bộ này là tao bán ngừng bán lâu rồi chứ mày, nó cứ hỏi thôi. Vân Khánh Ngô là mẹ nào đấy? Nhắn nó vừa vừa thôi. Đây nha. Chị Thơ Nguyễn mến chào tất cả các em thân yêu. Là cái chị nào đụ mẹ? Là còn chị Thơ Nguyễn nào ở đây nữa? Chúng mày hãm phò phạch có vừa vừa phải phải thôi. Mua thì inbox cho bà kia thì bố mới còn biết mà các bạn. Dung chất ơi, đây là lọ tinh dầu mọc tóc nha, chống hói tóc cho thành những cái đứa con trai con gái nào đi đi được phò phạch mà đang bị rụng tóc thì yêu cầu mua đi. Đây nha. Đây tao 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 ấy trên đầu cho mày luôn. Vương Nguyễn có bầu. Có bầu bà kia. Đủ mẹ chúng mày sao chúng mày không học đi. Tao khẳng định nha. Những đứa nào mà xem livestream của tao mai tao khẳng định luôn thì mẹ tao rủa luôn là mai trượt tốt nghiệp à mai trượt đại học. Tao chết mẹ chúng mày đi, vì tội rất là ngu luôn. Đã biết lo cho tương lai cái lồn gì cả. Nếu như gọi thì thôi mà các mẹ đi ra đi nè. Còn à, ai đã thích tôi thì đi vào xem. Mà mua hàng thì người ta đã thích cái cách rồi, người ta đổ rồi. Chơi thân với nhau thì là mới nói chuyện được với nhau. Còn một khi đã ghét nhau thì dù thì mẹ đéo có chửi thì cũng đã ghét rồi nha. Nên là tốt tôi hãm đổ đi ra chỗ khác đi nha. Hãm thì bớt đi ra chỗ khác đi. Cho bớt hãm. Thế rồi tôi hãm nó vừa vừa phải thôi. Bớt hãng cho người khác mẹ được nhờ nha, bớt hãng đi đây.
lọ tinh dầu mọc tóc. Có xe nào không? Ui nha, đây nha. Pocket là 100 triệu, chúng mày nghĩ gì? Chị kéo đi. Đây nha. Tao không có bạn. Mẹ chú mày à, mà tao mà lại 1 tiếng mà được 100 triệu thì mẹ mày bố mày đéo thèm bán hả? Bố mày đéo thèm bán này luôn. Bố mày đi quảng cáo cho nó nhanh. Đây. Vào mặt thì bố mua cho anh nha. Con Nguyễn Phương Thảo ta đã nói rồi, một khi đã thích nhau thì là người ta chửi nhau cũng đã thích rồi. Còn đéo thích nhau thì đéo chửi cũng đéo ai thích nha. Để bớt hạ ăn đi. Con Huyền Pinh kia, bà mà đéo mua là tôi chặn Facebook bà nha. Cái thằng Nguyễn Minh Hậu cứ khẳng định luôn mà này tắm rất là bẩn luôn nha. Là thì bạn thấy Facebook của tao, tao đã khẳng định luôn là dội hai gáo nước là chạy vào xem livestream. Đúng không? Cái gì hỏi cái gì kia? Tao đẻ chúng mày thi đấy, bố mày chúc chúng mày trượt mẹ tốt nghiệp, trượt mẹ đại học đi. Tao không có bạn áo màu trắng. Thế thôi, nên là tốt hơn nữa là đừng có hỏi nữa. Có, ta bán 1 trong 3 lọ ạ. Với giá đều là 280k hết. Nha. Trịnh Đức Tố, ta sẽ đọc tên những cái đứa nào mà mua hàng. Nha, ta đọc tên những cái đứa nào mà mua hàng mà đéo mua là ta chặn Facebook luôn. Nha. Tao chặn Facebook này, cái những cái nào mà đéo mua hàng của tao nha. Kéo vào. Nó mở đi. Thế thôi, đỡ ngoài đi. Nha. Hãm phỏ phạch. Hôm nay tao khẳng định luôn là đứa nào vào xem livestream của tao, tao là cho chúng mày mai là trượt. Là trượt có mẹ lại học đi. Thế thôi. Không có sợ. Đúng rồi. Con bà chị Thu Hương nói rất là đúng luôn. Bởi vì cái sản phẩm này là gì? Sản phẩm này cực kỳ tốt luôn. Lên mạng mà search ra, sản phẩm này của Zone cực kỳ tốt luôn. Chị hỏi rất là tốt luôn. Thế thì mẹ anh xe có giảm giá 40 free ship cho còn gì nữa. Mẹ Phương Suri là mẹ rất là đang rảnh luôn. Có khẳng định luôn là mẹ rất là đang rảnh háng luôn. Nha. Mẹ đang rất là rảnh luôn. Mẹ nói mà mẹ đéo nghĩ mẹ là ai luôn đấy. Kệ mẹ đi, kệ mẹ đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Đây. Lê Thị Anh Nguyệt. Mày mà không mua là chết mẹ mày nha. Đứa nào mà không mua là bố mày chặn Facebook luôn nha. Cứ vào mà đi mẹ con mình là tao mua đi, tao mua tao chặn mẹ Facebook chúng mày luôn. Hết hãm luôn. Nha, tốt hơn đấy là mua hàng cái inbox ngay cho cái bà kia đi. Nha. Mà mày cứ rìa đi ạ, trượt thế đéo là được mà mày cứ rìa đi ạ. Bởi vì sao? Rất là ngu, đứa là ngu luôn. Bố mẹ đã nói rồi là mai thi đại học thì là chúng mày là gì? Thi con mẹ mày đi xong là còn đi vào đây mà xem livestream cái mẹ gì nữa. Cứ hãm phỏ phạch. Đây. Em gái, anh gái của chị đấy. Của chị đấy, nha. Lại con Lâm Thanh Thanh kia. Lâm Thanh Thanh nha, anh chúc cho em là mai trượt con mẹ nó đại học luôn. Thì đéo làm được bài luôn.
Bởi vì sao em rất là ngu luôn, đến giờ học hành rồi còn còn đi cái gì? Cái gì cơ? Sản Vương Nguyễn sản phẩm cái gì cơ? Cái này là đéo phải sản phẩm là ấy luôn. Đây. Thế thôi, ta đã bảo rồi. Là làm sao xàm luôn đi thôi. Đã bảo rồi, thích cá thích đau thì là đi vào đây nói chuyện. Chào chị, em không mua hàng nhưng cũng mong mua, mai bán đắt nha chị. Nguyễn Tuấn Dương ơi, mua đi. Tao đọc tên là tí tao chốt lại những cái đứa nào mà đéo mua hàng là bố mày chặn Facebook luôn. Đây. Ai là tôi có bán đâu. Hôm nay mẹ lên lưa. Có mua không? Có mua không hay là đi vào đây thì mẹ con mình, con mình để bố mẹ đọc xong là mệt hết cả hơi. Thế ta đã bảo chúng mày thế nào rồi? Là thi đại học, ôn thi đại học thì là đi về mẹ mày học hành đi, còn vào đi xem làm gì nữa? Mượn chúng mày vào xem à? Thằng Hoàng Dũng với đi mẹ nói mà đã đéo thấy có học thôi. Chặn luôn. Không, ta không chúc cho mày học tốt. Bỏ đứa nào học đi ấy đi. Đây. Nhắc lại nha. Nhắc lại nha. Nhà lọ này là giá 280k. Mua hàng inbox trên tao thì đề, nhắn tin cho bà kia để đảm bảo được free ship luôn. Túi gì mà túi? Áo là tao không có bán. Áo là tao không có bán. Đây, bổ luống ra. Bổ luống ra cho đẹp. Nha, đây, thế được đẹp chưa? Vừa lòng chúng mày chưa? Lọ tinh dầu này là hoàn toàn từ thiên nhiên, mùi hương bưởi cực kỳ hiệu quả. Ngoài công dụng là massage làm gì? À, ngoài công dụng trị hói là làm gì? Là công dụng massage làm cho nhẹ đầu thư giãn ra. Rất là hiệu quả luôn. Nếu như mà chúng mày trị hói thì là chúng mày là dùng 2 đến 3 lần trên một ngày nha. Còn nếu không thì là chúng mày sẽ làm massage đầu thì dùng 1 ngày một lần. Cực kỳ ạ. Cái con Thủy Nguyễn đi, trời ơi. Tao khẳng định là mày bị ham bím nha. Mày bị ham bím nha. Tao có đọc được inbox của chúng mày đâu mà chúng mày cứ hỏi. Anh rất lông lách bôi tinh. Chán mà mày. Đây. Có á. Cái này là vừa chị là chị dùng đầu. Nhưng cái này là trả giá là tao chặn Facebook luôn. Cái này là hương bưởi mùi cực kỳ thơm nha và cực kỳ hiệu quả nha. Cái này là chị chống rụng tóc luôn nha. Cái là chị chống rụng tóc luôn này, rất là hiệu quả luôn. Là khỏi nói đi. Thế thôi. Đây, cái lọ đây. Nói nhiều. Nha. Trong này là có ba, có hai lọ và một cái đầu mút. Một cái đầu mút. Đây. Chúng mày mút khoảng từ 3 đến 5 ml vào đây. Sau đó thêm 2 ml nước sóc lên. Sóc lên chung như chúng mày sóc lọ ấy. Sóc lên nha. Sóc như sóc lọ ấy. Rất là hiệu quả luôn. Tôi thề chúng mày luôn. Mùi rất là thơm luôn. Nha. Thế rồi lại lát ra.
ai làm gì đâu mấy mẹ. Ôi chết rồi, không đọc được comment rồi. Không đọc được comment mấy đứa ơi. Sao không đọc được comment vậy? Không ai đọc được cái gì à? Nó hiểu sao chứ mày cứ thả tim thả bướm lát không ai xem được cái kia. Alo alo alo. Ô sao tao không đọc được comment của ai à? Lát con mẹ nó rồi. Chị ơi rụng tóc nhiều mọc được nhai á chị dâu tây ơi. Chị dâu tây. Không có bán. Cho xe vào trong đường. Ô, đi thả xe đi. Xe đi. Bài tắt cam được. Không tắt cam được. À tới thị trường là sao? Alo, 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 có ai nghe gì không? Có lại bị lag à? Mua tao không có tiền đâu mà mua tao, nha. Lag vãi đái à? Mọi người ơi, rụng tóc cái này là mọc tóc cực kỳ hiệu quả luôn nha. Kể cả bị rụng tóc, kể cả hói luôn, cực kỳ hiệu quả luôn nha. Giá 280k, mua thì inbox ngay cho Trương Thị Hương nha. Sản phẩm này chúng mày search ở trên mạng nha. Sản phẩm này search ở trên mạng này. Cực kỳ hiệu quả luôn. Alo. Alo. Sao ta không đọc được comment của chúng mày nhỉ? Ta không đọc được comment. Hello hello hello. Không đọc được comment của chúng mày luôn. Mọi người cứ tin tưởng cái sản phẩm này bởi vì sao? Sản phẩm này cực kỳ hiệu quả luôn nha. Cái này là cực kỳ hiệu quả luôn và được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên lên rất là an toàn. Cứ sớm ra mạng nha, rôn rôn. Khổ. Nè, Z này, O này. Ơ sao ta không đọc được comment nhỉ? Áo trà vũ tao không có bán.
Gì? Đấy. Đây. Có cái con mẹ gì đây? Cái này là cái gì đây? Áo ma nữ này ta không còn bán nữa. Nhưng mà ít hỏi thôi. Áo là đẹp luôn này, chúng mày có hai màu luôn. Ô đẹp dã man luôn chúng mày à. Áo này là có móc hai cái này ở vú nữa này. Cái này là lộ ti ra ngoài ấy. Cái này là lộ ti ra ngoài đấy. Đứa nào mà chọc đầu inbox cho bà Hương thì bà xử lý trong 2 ngày hết tập. Là gì? Nha, đứa nào chọc đầu, đúng rồi. Đứa nào chọc đầu mà in, là ấy là inbox ngay cho bà Trương Thị Hương để làm gì? Là bà đi là bà đi giới thiệu cho một bộ tóc giả. Là trong 1 ngày là hết mẹ nó hói đầu luôn. Léo cái là cái gì? Miền Bắc là không biết cái léo cái là cái gì gì chúng mày. Sợ ơi, bộ gái nghìn đô còn nha. Mua áo thì tí thì mua. Bà Quỳnh Trang Nguyễn kia thế bà có mua không? Bà mà không mua là tôi vả chết mẹ bà nha. Cái này là đặc trị hói đầu này. Anh Phan Đình Tùng anh không thích dùng, anh mà đã thích dùng thì anh có tiền anh dùng rồi. Anh biết đấy là gọi là phong cách của người ta, đúng không? Bây giờ chúng mày chỉ cần nhắc đến Phan Đình à, chúng mày chỉ cần ví dụ như là ca sĩ nào mà không có tóc là người ta đã biết là ca sĩ nào rồi. Mày hiểu không? Quan Ngọc Hân cái ta không có bán cái áo này. Pizza ma cọc có. Anh Phan, ta đéo biết mẹ mày là ai cả. Nên là tốt hơn hết đừng có nhắn. Trường nào ta không biết đứa nào đâu. Đúng rồi, khổ quá mấy cái thằng anh ta nó về. Tao đéo ship cho chúng mày đấy. Chúng mày là cái đéo này, tao phải ship cho chúng mày. Nha mấy đứa nha. Vũ Thị Ngân ơi khổ, cái áo này em không có bán nữa. Là cái bộ này là em chỉ tái xuất giang hồ cho mọi người biết là đây là bộ váy ma nữ. Nhiều đứa inbox hỏi em là bộ váy ma nữ là tao đéo biết. Có biết cái mẹ thì đâu còn đâu đâu mà bán. Đéo bán. Đây đúng. Tóc ta là sao? Tại sao là rậm mấy ngày hôm nay là rậm sao? Dùng ngay rôn rôn. Dùng ngay rôn rôn để tóc mọc rậm như tao nha. Muốn đứa nào mà muốn mọc lông lách như tao dùng ngay cái này nha. Nhà ta là động trai đực. Chúng mày biết nhà ta là một động trai đực không? Nguyễn Bá Cảnh ơi, em hỏng con mẹ nó người rồi. Bây giờ em cứ chửi thế này thôi. Em đéo chửi em không chịu được. Nhưng mà ra ngoài em ngoan lắm. Em không chửi ai bao giờ đâu, em thề luôn. Khẳng định là không, ra ngoài không chửi ai bao giờ. Phờ đi ship. Ê mày mày. Ê mày mày đang mặc. Cái này là phờ đi ship nha. Không có bán. Ngọc Ngân ok ô. Ok Ngọc Ngân nha, con mẹ Ngọc Ngân nha, là đéo lấy là tao vả chết mẹ mày nha. Cái bà Trương Thị Hương kia gọi điện cho bà kia đi. Nha. Mà chúng mày gọi cho bà Trương Thị Hương thì là cũng không phải số ta đâu, nên là đừng có gọi trêu bà đấy. Trời ơi tao ra ngoài mồm tao vẫn nghe là tao chẳng ra ngoài hả chúng mày?
Thằng Nguyễn Bá Cảnh kia, mày là cái gì tao là cái đấy nha. Đây. Thôi mày điên à, tao giới thiệu gì cái hồ... Không được, tao không thể quảng cáo cho mì nào. Tao không thể quảng cáo cho một cái hãng nào được nha. Bộ bậu bảy bóng hết rồi. Châu Quỳ, tao ship cho mày cái gì, cái lọ thuốc thần kinh. Đây, mua hàng thì cứ để lại số điện thoại cũng được. Bà Trương Thị Hương bá gọi điện. Không thì inbox ngay cho cái bà kia, free ship sản phẩm. Dạ, free sản phẩm. Free ship cái lọ này nha. Tao không có lịch phụ, khẳng định lại là tao không có lịch phụ. Áo gì à chị? Tao không bán quần xịt. Tổ sư chúng mày, bố mày bán xong mà chúng mày đéo mua đâu. Chỉ vào hỏi hám lồn thôi. Đứa nào ấy thì inbox cho con cái con bà kia, à, cái bà kia tao ghi mà trên kia kìa. Thế thôi nha. Đừng có inbox cho tao nữa, tao inbox và tao chửi vào mặt cho nha. Thằng Vũ Lê kia mày mời con mẹ thì mày inbox mẹ cho tao. Nha. Ê, bực ca mình liên lắm. Đây. Thứ ba không có hàng. Mày ở ở Hà Nội thì có hàng. Đéo có nước cho tao uống nhỉ. Tao đéo bán cái khác, tao đéo thích bán, tao bán cái gì. Ai không thích đi ra ngoài đi. Thì vẽ nói chung là vẽ lớn đấy. Đây. Bộ này là có mấy bộ mới. Là ở ngực không có. Ta sẽ ghim những cái đó là tên. Nếu là không mua là ta... Đây. Bộ này rất là mát đím luôn. Bởi vì rất là mỏng manh luôn. Ôi thôi. Cái này mát quá các mày ạ. Đây là bộ này mỏng lắm. Chúng mày nhìn xuyên chưa? Xuyên màn đêm chưa? Chúng mày nhìn lên bộ lưới mà xuyên màn đêm chưa? Nên là mặc cái bộ này mới có khách được. Hàng gì mà đẻo hay gì? Vân Khách Ngô hỏi cái gì? Bà hỏi cái mẹ gì? Lã hàng xóm nhà mày bị hói đầu 80 cũng được nha. Đù mẹ, ừ đúng rồi, khổ mẹ. Chúng mày ơi, tao đội cái này như thánh Đức Chúa Trời chứ mày ạ. Đù mẹ, đội cái này như Đức Thánh Chúa Trời luôn này. Bộ xanh này 90k. Con Mon Nguyễn ơi, là đéo gặp được tao đâu. Sơn Còi ơi, tao đéo gọi cho mày đâu nha. Mày là cô dâu của tao rồi cái gì kia. Tao không có bán xịt lưới cái thằng Đình Khoa kia. Cái gì mẹ? Mẹ mà là không có bộ hồng thế. Là Hà Đông thì thứ ba là đéo được. Hà Đông muốn ship nhanh thì ship cao. Bộ đó có mùi không mày? Đây. Cái này mùi thơm lắm mày ạ. Ông hỏi cái gì? Ông hỏi mẹ đi, còn hỏi tí nhé. Nha, nhắc lại nha, mùi này rất là tự nhiên luôn, mọc mùi từ thiên nhiên luôn. Rôn rôn tinh dầu mọc tóc cao cấp, hoàn toàn là hiệu quả. Bố mày đéo bán váy mà nữ. Điện mẹ cho mày mai thì bố cho chúng mày chuyển hết mẹ mày đi. Vì tội đã học hành thì đi xem vào live stream. Bộ gì?
Chết rồi, hết pin rồi. Không sao hết giờ rồi. Thôi nhanh nha. Đứa nào mà mua hàng cái ebook cho con mẹ Trương Thị Hương, cứ phải để gắt nhiều. Zon cái gì kia mày bán? Tinh dầu Zon Zon đây 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 đây. Con Nga bèo la cái đủ mẹ mày, mày nhắn cái gì? Trời ơi mẹ ơi. Từ mẹ Trần Thị Minh Đông ơi, khổ quá, con chửi từ nhỏ rồi. Có một nick thôi. Ta không có rảnh háng mà ta làm một nick phụ để làm gì? Đây, thuốc kích thích bọc lông dái. Ta buồn cười quá. Ta không có bán kính mà chúng mày cứ hỏi đụng nhẹ, chúng mày hỏi cái gì? Tao đọc ngay cái vỏ hộp mặt chúng mày rồi. Nhắc lại một lần nữa. Tinh dầu cao cấp nha. Tinh dầu cao cấp nha. Mua hàng, mua tinh dầu cao cấp. Tinh dầu cao cấp mà thuốc mọc tóc là tinh dầu cao cấp thuốc mọc tóc. Zon Zon. Lên mạng search ra, chúng mày yên tâm về hiệu quả của nó. Cái này là rất là nổi tiếng luôn, là mọi người đều dùng. 280k free ship khi nhắn tin cho bà Trương Thị Hương là tên của tao nha. Tên của tao sẽ được con mụ này lâm mũ free ship. Và cái thứ hai nữa là gì? Chụp màn hình like gửi cho tao, kết bạn Facebook. Thế Dương bố mày chốt rồi. Bố mày đã đọc những cái đứa nào mà chốt mà đéo mua là ta chửi. Thì là con nào có nhu cầu dùng lông thì là mua, con nào có nhu cầu mọc lông thì mua. Thế thôi, có cái con mẹ gì đâu mà cứ phải hỏi nhiều hỏi hoài. Đài văn là cái bài gì? Bài bây giờ khổ quá. Bây giờ tao còn học văn con mẹ gì đâu mà văn thì tao ngu như con chó luôn. Nha tao phán nha. 1, 2, 3, tao nhớ được bài là tao phán nè. Mai vào Tây Bắc. Mai sẽ vào bài Tây Bắc nha. Bây giờ mấy con rảnh luôn đi học bài Tây Bắc đi. Hai trăm tám mươi ca nọ này dùng được 2 tháng. Ngoài công dụng là chị hói ra, còn làm chống rụng tóc và massage đầu nha. Dùng được 2 tháng cực kỳ hiệu quả. Mọc tóc từ 3 đến 5 cm. Dành cho những con phò đực phò cái nào mà đi khách mà bị rụng tóc, là rụng lông nhiều, dùng ngay cái này để mọc lại nhanh nha. Ta không bán váy lầu xanh 90k inbox cho tao. Mai là cái con phò bạn tao đã học xong rồi. Mai mà thi trượt chứ mất thì thi trượt thì kệ nó đi. Mấy năm là của mẹ nào đây? Nha. Đây là tinh dầu mọc lông. Mua hàng inbox ngay cho bà Trương Thị Hương, tao nói rồi. Đụ mẹ đâu? Con Minh Châu bố mày. Bà Trương Thị Hương chụp màn hình lại gửi cho tôi những cái đứa nào mà nó bảo mua hàng của bà là nó đéo mua, là tôi sẽ block chúng nó luôn nếu chúng nó không mua. Em bé ơi, em bé mua hàng đúng không? Bà Trương Thị Hương chụp lại màn hình cái số điện thoại kia nha. Áo phò mặc cái tao đeo bạn. Cái bà Trương Thị Hương kia tôi nói rồi nha. Khách mà không có khách mà chúng nó để lại số nó chốt rồi mà bà đéo mà ship cho nó, chúng nó quay lại nó, chúng nó tôi nói tôi là tôi chửi bà đấy nha. Chào idol gì? Nghỉ con mẹ nó rồi còn lại chào idol cái mẹ gì nữa. Có lại mọc thêm lông. Ta đọc tên nha, Đăng Triều Gia Quyền nha. Rồi bây giờ ta sẽ chúc chúng mày là gì? Những cái đứa học dốt thì sẽ đỗ đại học, còn những cái đứa học giỏi thì cũng đỗ đại học nha. Đứa là học dốt thì là những đứa học giỏi cố gắng cho nó chép để đỗ đại học nha.
chứ không mà thì mẹ mày đã cái những tao ghét cực kỳ, tao nha, tao là ghét những cái đứa nào mà học giỏi rất là kiêu nhưng rất là chảnh chó luôn nha. Đi thi đéo là cho ai chép bài thì mẹ rất là che che là thì mẹ là bố cực kỳ ghét luôn. Mày có biết, chú mày có biết là cái hồi tao đi thi đại học là chúng mày biết cái gì không? Là tao là nha cái con, nhưng mà cái con đấy cũng ngu lồn cơ. Mình đã rơi đề mình phải trả vào cho chép toán rồi thì ta vẫn cứ ngồi đọc cái đề, đéo học dốt à. Cứ ngồi đọc cái đề mà cuối cùng cái gì? Đéo làm một con mẹ gì xong đi ra khỏi phòng. Tao rơi cho nó 30 phút thế này. Tao lại tưởng nó chép rồi, thế hóa ra đéo chép. Cứ ngồi này mình đã rơi rồi mình bảo chép đi, đéo chép. Thế là ngu, thế là trượt con mẹ nó tốt nghiệp à, đại học thôi. Châu Minh, nhắc lại nha, tao khẳng định lại một lần nữa là đứa nào mà học giỏi mà đéo đưa cho đứa nào học dốt mà chép nha, là thì mẹ mày là nó mà báo cáo lại tao nha, là tao bờ lốc hết chúng mày cái đứa học giỏi luôn nha. Thế thì mẹ bạn bè lúc phút chót thì là cho nhau chép đi, nó không được, nó không được 7-8 cho nó 6 điểm để nó đỗ này, để học đi. Thuốc trụng lông cũng có, inbox ngay cho cái con mẹ trên đấy, tao đang bài đấy. Tao không có đá banh, tao đá bóng. Nó nghi đụ mẹ mày tao mà tao thề chúng mày luôn cho tao làm xong là trước 30 phút. Là làm gì tao, bởi vì là cái đề nó quá dễ. Là tao ngồi tao chép. À quên nhầm. Thì mẹ lại ngồi chép nhầm. Là tao ngồi tao làm xong 30 phút là tao ngồi rảnh háng, chúng nó hỏi tao là cô giáo hỏi em tại sao em cười. Mà tao không dám nói ra là bởi vì đề nó quá dễ. Bởi vì đề nó quá dễ nhưng là sao làm được có 7. Đù mẹ nó chán quá, nhưng còn ngu có thay ngu phương trình, thay x ở trên thì thay mẹ ở phương trình dưới, thế là bị ngu. Đấy, nhắc lại nha, mua ngay tinh dầu mọc tóc để mai đi thi cho nó thư giãn đầu nào. Chai đấy là cái này là mọc đéo dùng. Làm phò như ta cũng phải cần bằng cấp. Bây giờ chúng mày đi khách VIP xem nó bắt chúng mày lôi bằng đại học ra nha. Thuốc dụng lông ta không có, thuốc dụng lông ta cứ chút lúc cạo lông thôi. Đây vú đây. Ôi dồi ngấn mẹ là vú rồi đây này. Tao đi mẹ thằng kia đéo cho tao chép bài làm sao tao sớm. Thằng đi mẹ thằng kia đéo cho tao chép bài làm tao rớt. Thằng nào? Dạ em quê Hải Phòng chị ơi. Ca ve còn phải có bằng nha. Bởi vì sao? Là cái gì? Người ta mở một lớp gọi là một lớp đào tạo ca ve. Là người ta phải đủ các tư thế, hoặc là đủ những cái dáng đứng. Ví dụ đứng nha, nên chúng mày ca ve chúng mày không được đứng thế này đúng không? Đúng không? Ca ve không được đứng thế này. Bởi vì sao? Người ta phát hiện là đứng dạng háng là gì? Là đi chịch trai nhiều rồi là phải dạng háng ra. Nên chúng mày phải gì? Là khép chân vào, đứng dáng yểu điệu, ngực tấn công mong phòng thủ đứng thế này. Là đứng tiếp khách là người ta phải có lớp đào tạo. Bởi vì sao? Đấy, người ta chúng mày chỉ cần đeo cái bằng vào cổ là gì? À, bằng loại giỏi tốt nghiệp dành cho cave, trường lớp cave là chúng mày là được cái gì? Là được, tao đảm bảo luôn này, mẹ mình khách lườm lượp. Cái con mẹ, cái mẹ nào mà ở Cầu Giấy kia ship hai chai kia for this ship nha. Chị hỏi inbox ngay cho bà Trương Thị Hương nha. Trần Đức Thắng, đụ mẹ, ta đảm bảo luôn là đụ mẹ cái loại mày là mẹ cái loại hãm lồn nha. Bởi vì chúng mày sao, cái loại học sinh chúng mày là đéo có tiền để mua hai lọ ở đâu, chúng mày chỉ vào thì mẹ con mình vớ va vớ vẩn thôi. Để tí là ta sẽ chặn thằng Trần Đức Thắng nếu mày không mua. Để tí ta bảo bà Trương Thị Hương nha. Cái gì bao nhiêu tuổi? Đụ mẹ. Bằng là cũng phải cần bằng cấp, là cafe là phải cần bằng cấp. Bằng lại trung bình là không được là sao? Dáng đúng là không đẹp. Dáng đứng mấy con cafe mà đứng thì lại cứ như này khác mẹ thì có chồng không? Đúng không? Bằng lại giỏi là gì? Các em đứng khép lép rất là uyển chuyển luôn. Đứng khép thì mẹ mà khép mà không có cái lỗ chân luôn. Là đứng khép lép gì? Đây. Mặt nó là phải tươi tỉnh lên. Đấy, mặt tươi tỉnh mới có khách.
Phạm Hải Yến cái gì? Đây, đây, đây là tất cả các giá cho loại con Caviar nha. Khẳng định lại, Caviar là phải có bằng đại học nha. Mua ngay loại này để được Caviar thành Caviar cao cấp, là ta chứng nhận luôn là Caviar cao cấp luôn, đéo phải cần bằng luôn. Đây, tinh dầu rôn rôn, thuốc mọc lông, tóc, đa dại, cái thằng đa dại là cái gì? Thằng đại gia nó không có tiền để đại gia đéo đâu. Thì mẹ chúng mày cứ ghi vào đấy, xong mà chúng mày là đéo mua cho bố đâu, chỉ để bố mày đọc inbox thôi nha. Mua đi. Khổ nhiều đứa ơi, kiểu chất độc màu da cam ấy, chúng nó chính là những cái đứa chất độc màu da cam để vào đây nha. Là inbox cho mẹ Trương Thị Hương đi, đừng inbox cho tao. Đây, Caviar cao cấp là loại Caviar nào? Dáng đứng nó khác nha. Là dáng Caviar loại cao cấp là đứng dáng khác này. Đứng là mặt lúc nặng tươi cười, dáng là chào, dáng kiểu này. Mặt phân phải là mặt dâm, gái Caviar là gái mặt dâm nha. Còn con nào là mặt đéo dâm là đéo làm Caviar cao cấp được nha. Đây là mặt hình như này. Ê, ai đấy đứng ở vẫy này. Còn con nào là bằng khá là gì? Bằng khá thì tay không như thế, bằng khá là như này. Bằng khá thì chân là vẫn phải phình ra một tí, nhưng mà dáng đứng nó không được đẹp thì dáng nó đứng hơi thế này, là ca bằng trung bình, ai là bằng khá. Còn bằng trung bình là cái loại gì, là thì phải là mấy cái loại này để mày đứng với khách là như này nha. Đấy, mấy con cafe là loại dạng trung bình là đứng khách như này luôn nha. Còn là đứa nào mà muốn thì mày thành cafe cao cấp thì mua cái này, mua ngay cái này cho tao. Đây, tinh dầu rơn rơn để trở thành cái Caviar cao cấp. Ta mở lớp đào tạo Caviar, đứa nào mà học thì đăng ký ngay nha. Đăng ký ngay và mua theo combo này là sẽ được bằng chứng nhận Caviar cao cấp. Ra đường thì mẹ chúng mày chỉ cần ghi chữ này này, chữ mèo phò vào đây này, thì sẽ có đọc bảo là khách lầm lượm. Cái gì kìa? Thế là học Caviar thì học xong, thực hành xong 2-3 năm. Xin lỗi, gặp ta là thịt mẹ mày không bao giờ giọng háng luôn nha. Không bao giờ giọng háng luôn. Chúng mày là bằng đại học là bằng ngoài vớ vẩn thôi. Gặp ta là thịt mẹ bằng đại học là không giọng háng đâu. Mua hàng inbox cho bà Trương Thị Hương, 280k free ship khi nhắn tin tên tao. Mày đéo sẵn sàng bằng tao thằng Hồng Phúc à. Lớp đào tạo phò nha. Trước hết các em cần đóng học phí là gì? Mua một bộ áo phò 80k, hoặc mua một bộ gái lầu xanh 90k, hoặc là mua một bộ gì? Bộ gái 1000 đô, 120k nha. Còn con nào hói thì mua ngay cái bộ lọ này nha, 280k free ship. Đứa là mà mới đóng phim Ozawa gì là cũng gặp tao là thì phải tắt điện hết. Giá rẻ lắm. Là giá chỉ cần mua 80k combo 80k thì là sẽ là loại Caviar bình thường. Là Caviar bình thường, 90k là loại Caviar cao cấp hơn, và 120k là Caviar là siêu đẳng. Là loại Caviar đấy là gì, là 1000 đô cơ mà. Caviar 1000 đô cơ mà chúng mày. Đúng không? Thằng Thái Dương kia thế ta bổ mày lại tắt. Cái con bé gấu bé cung kia gì đó, tao kim lại nha. Có chữa được lông dái nha. Rồi, thôi chuẩn bị tao ọp phây đây, à tao ọp đây. Thì trước khi ọp thì tao sẽ chúc chúng mày là gì? Ngày mai cố gắng thi tốt. Nếu như mà trượt đại học, về nhà tao mở một lớp đại học Caviar nha.
nha, mở thêm một lớp đại học KVE nữa để làm gì? À, nếu như mà chưa đại học đi theo ta học một lớp KVE khẳng định luôn là lên đời luôn nha. Bán cái mẹ gì mà bán, áo này không có bán. Đù mẹ khổ, người ta bây giờ người ta cái gì ca à, cái gì diễn viên hài người ta làm trò cười cho thiên hạ, thế bây giờ thì mẹ tao cũng làm trò cười cho thiên hạ thôi. Chị vừa inbox cho em rồi đấy. Lợi này dùng lợi dụng lông để inbox cho cái bài ở trên tóc tác tên đây. Lợi này tinh dầu này là tinh dầu chống hói và chống rụng tóc, massage đầu cực kỳ hiệu quả, hoàn toàn từ thiên nhiên nha, chiết xuất 100% từ thiên nhiên, mùi hương bưởi cực kỳ hiệu quả luôn nha. Mẹ hít như là ui thơm quá, ui thơm quá. Nhà mình có ông nào bị hói đầu không nhỉ chị nhỉ? Chị bị hói đầu á? Đây tí cảm ơn lại lại bà chị hói đầu này. Đấy, tí là cho bà chị ta bị hói đầu thế này. Ôi thơm vãi cứt ra, hà luôn. Tao thì tao có rồi, tao dùng rồi nha. Cô thầy con tôm cái gì? Gì về mẹ? Tổ sư mày thơm như mày muốn thơm như mùi ấy không? Giúp mẹ vào cái ấy của con người yêu mày đấy, thơm cái mẹ mày thơm. Có cái gì làm bím thơm? Đây, cái mùi này làm bím thơm. Ôi giời ơi, thơm cực thể luôn chú mày luôn. Cái này lại là dùng cho dành cà phê cao cấp nha. Bố mày đéo thích được không? Bố mày thích để lông lách ấy. Khác đi. Mai bố mày đeo bạn. Quần áo mai bố mày đăng. Nhắc lại nha. Đủ mẹ ơi chết, mai thi vào vợ chồng hoa phủ hoa. Chết mẹ. Tao chúng mày bắt học cái bác rồi trượt con mẹ nó lên luôn. Đây. Tinh dầu này là khử tinh trùng nha. Cái gì kia? Ôi địt mẹ thằng hãm lồn bạn mai là cái lồn gì? Gì về mẹ? Đứa nào hỏi đấy, bố mày đăng like. Đây, chụp lên màn hình và gửi ngay cho con mụ Hương. Thì là để bà đấy là tư vấn cho mày. Bởi vì sao cực kỳ hiệu quả luôn. Đây tí tao cho bà chị tao dùng, tháng sau gặp lại luôn. Tháng sau xem tóc bà có mọc ra không nhá. Nhá. Không lấy bổ tao lấy phép chúng mày làm đéo gì. Bạn tao mấy đứa nó bị hói đầu luôn. Đây. Cái này là gì? Chúng mày chỉ được ấy ở kẽ này thôi, đừng có bôi vào tóc. Bôi vào tóc rất là lãng phí luôn. Toàn những cái đứa ngu nó đi vào hỏi, nó nói vơ va vơ vẩn, rất là ngu luôn. Cách nào để hết nông gì? Mua ngay cái sản phẩm, nói chung là trên Facebook tao có bán đấy. Inbox ngay cho con mẹ kia kia. Người lớn gì? À mấy anh chị người lớn ơi, em nói luôn. Là nếu như mà anh chị cảm thấy là hợp tính, người ta nói rổ chơi với nhau, hợp tính nhau, thì người ta mới nghe được chửi nhau. Em nói thật luôn, các anh chị, kể cả anh chị ở ngoài gặp nhau chơi với nhau, khẳng định luôn, đứa nào không chửi là đứa đấy xạo lồn. Đứa nào không chửi là đứa đấy xạo lồn nha. Nha, chơi với nhau mà không chửi nhau là đứa đấy xạo lồn nha. Ta khẳng định luôn, đứa nào mà chơi với nhau mà không chửi nhau là đứa đấy xạo lồn nha. Còn thì bạn đừng có đây và giả vào văn hóa. Đừng có vào đây là giả vào có văn hóa. Ta, chúng mày có thà là chúng mày đã chửi người yêu chúng mày bao giờ chưa? Chúng mày có chửi em chúng mày bao giờ chưa? Chúng mày chửi người lạ bao giờ chưa? Nha. Hồng ti không có.
khẳng định luôn. Chúng mày thầy thử hỏi bố mẹ chúng mày xem, bố mẹ chúng mày chửi thì chúng mày không nói là vô văn hóa à? Mà tao đã nói rồi, chơi với nhau thì mới hợp tính, biết tính của nhau nha. Lê Khánh Duy kia mày chưa chửi nhiều thế, mày chửi họ đứa ở ngoài chưa? Tao đéo thấy cạo. Nha, tao không chịu hỏi. Đây, chị hỏi đây rồi, ơi, hỏi lại. Nói nhiều, tôi ọt mẹ nó đây, nói nhiều chúng mày đau đít lắm. Xả lợn không có gì vui, chúng ta không thể xả lợn, đúng rồi, cái câu đấy rất là đúng luôn. Cái bà Khánh Vân Ngô kia, tí nữa đi mà thôi, hôm nay tôi mệt quá, tôi like xong tôi đi ngủ mẹ đến mai rồi inbox sau. Nhắc lại một lần nữa, tinh dầu mọc tóc cao cấp Zone Zone, sản phẩm này cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam, chỉ cần search trên mạng là ra 280k free ship. Khi viết tên tao hoặc là chụp ảnh mặt chó của tao đưa cho bà Trương Thị Hương và chụp lại cho ta để kết bạn, để mua hàng thì chụp lại cho ta để tao kết bạn Facebook nha. Ta không có bán son, khi nào ta bán son thì tao ấy, khi nào ta giới thiệu sau. Ta khẳng định luôn nha. Cả cái đàn bà, đàn ông luôn, ta khẳng định luôn thì đã không chửi hơi bị nhạ lạ. Có bao giờ tao chửi này là sao? Này đấy, cung bái à? Úi giời, nha. Cầm cái điếu. Cái mẹ đi, ai vui thì cảm thấy vui thì vui thế thôi nha. Thôi nha, bye bye nha. Anh cái gì nhỉ? Anh đã làm gì có người yêu, đang sợ ế đi là. Thế thôi nha, bye nha. Đi rồi em ơi. Tinh dầu mọc tóc, mọc lông. Thế thôi, bye. Bye anh em ơi.